xóa 95% nám, không hiệu quả, hoang tiền, đảm bảo trọn đời không tai nám. Pháp đồ trị nám Viện Hàn Lâm, Hàn Quốc. Bước 1. Thăm khám, đo độ sâu chân nám bằng thiết bị chuyên dụng. Bước 2. Vô khuẩn toàn mặt. Bước 3. Phá hủy chân nám bằng bước sóng laser kép 532 nanomet và 1064 nanomet. Bước 4. Cấy tinh chất Hanmi Melasma để ức chế nám, tái sinh làn da mới cho khách hàng. Bước 5. Tái khám. Arena sẽ luôn theo dõi xuyên suốt quá trình của khách hàng thông qua đợt tái khám và chế độ bảo hành. Hơn 600.000 khách hàng đã lấy được làn da tươi trẻ thời đôi 10, là minh chứng cho hiệu quả công nghệ xóa nám đa nội bào Hanmi Melasma. Xóa nám đa nội bào Hanmi Melasma, công nghệ trị nám mới nhất 2022, thành quả nghiên cứu 15 năm của Viện Hàn Lâm Khoa học Hàn Quốc, chuyển giao độc quyền viện thẩm mỹ Arena, loại bỏ 90% các loại nám, nám mảng, nám chân sâu, nám hỗn hợp. Cơ chế chủ đạo của công nghệ phụ thuộc vào dòng ánh sáng bức xạ với sự kết hợp giữa hai chùm tia sóng 532 nanomet và 1064 nanomet. Tia sáng phát ra nhanh, ngắn, tác dụng sâu vào các mô tế bào, phá hủy liên kết các mảng hắc tố melanin qua cơ chế tự nhiên và không gây tổn thương như dòng laser cũ. Tích hợp công nghệ kháng nám số 1 tại Hàn Quốc, chuyển giao độc quyền tại Arena, đưa tinh chất Hanmi Melasma thẩm thấu vào da, chặn đứng quá trình hình thành nám tàn nhang mới, đồng thời giúp da khỏe từ bên trong và tông da trắng mịn màng như thời 20 sau một liệu trình. Trực tiếp giáo sư bác sĩ đồng hành thực hiện. Hanmi Melasma, xóa nám an toàn, hiệu quả bền vững. Tri ân khách hàng tháng này, Viện Thẩm mỹ Arena ưu đãi. Xóa nám đa nội bào giảm 40%. Gọi ngay 09 4567 4242 để nhận ưu đãi.